sau cái chương trình năm 2014, cái bộ sưu tập của Hòa cũng được những khách hàng, những người làm chuyên môn đánh giá rất là cao. Năm nay Hòa sẽ quyết định tham gia chương trình. Hòa có ý tưởng rất là hay để thực hiện cái bộ sưu tập, và Hòa muốn mang những cái ý tưởng này đem đến chương trình, và hy vọng cái bộ sưu tập lần này cũng sẽ được mọi người chờ đón. Hòa xin chúc cho chương trình Tuần lễ Thời trang Quốc tế tại Việt Nam 2016 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc cho các nhà thiết kế sẽ có những cái bộ sưu tập thật là hoành tráng. Chúc cho những khán giả yêu thích thời trang tại Việt Nam sẽ có một tuần lễ thưởng thức thời trang đầy ấn tượng và thú vị.